Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán hoa lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày mùng 2 tháng 10 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có về mới rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp, những cái mặt hàng kg, rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần mới cập bến trong ngày hôm nay để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo, cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng nhà em đang có. Hôm nay thì bên em rất là nhiều những cái mặt hàng kg cũng như rất là nhiều những cái dòng hàng lan thuần. Nói chung là những cái mặt hàng đáng sưu tầm với cái giá cực kỳ là yêu thương luôn ạ. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu với cô chú anh chị đó là cái lô giáng hương tam bảo sắc mới về của ngày hôm nay ạ. Cô chú anh chị cùng nhìn lô hàng cho em ạ. Cái hàng thì không phải là cây dài lắm nhưng mà cái bản lá rất là to, ngắn cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Cái dòng giáng hương tam bảo sắc hôm nay em bán với giá là 160.000 cho 1 kg. Nói chung là đây là cái mặt hàng gọi là cây lan quốc dân mà hoa thì vô cùng là thơm. Đó, một trong những cái loại lan giáng hương. Đây là một trong những cây giáng hương mà cái mùi hương mà em cảm thấy là yêu thích nhất. Và em nghĩ rằng bất cứ một ai chơi lan chắc chắn là đều không thể thiếu những giò giáng hương tam bảo sắc trong sân vườn của nhà mình ạ. Rồi ạ, sang bên này đây thì em có những cây hải âu rất là xinh đẹp của ngày hôm nay này. Đó, giáng hương hải âu em bán với giá là 120.000 cho 1 kg. Những cây hải âu, giáng hương hải âu lá xếp rất là đẹp như vậy nhá. Rồi ạ, sang bên này đây thì hôm nay em về cập bến cái lô nhất điểm hồng. Cái dòng hàng hoa trắng, cái họng điểm một xíu hồng rất là xinh đẹp luôn. Với giá em bán là 120.000 cho 1 kg nhất điểm hồng nhé. Và sang bên này đây thì em có dòng giáng hương đuôi sóc ạ. Hàng về lá, thân lá căng mướt luôn cô chú anh chị này. Đó, rất là xinh luôn. Và một cái kg em cũng có bán có 120.000 cho 1 kg thôi. Sang bên này đây sẽ là dòng lan tiểu hồ điệp. Nói là tiểu hồ điệp thôi nhưng mà cần hoa của nó sẽ rất là dài. Hàng vừa về tươi roi rói luôn. Cần hoa của nó có thể dài từ 30 cho đến 40 cm cô chú anh chị ạ. Và đa màu sắc ngay từ cái thân lá của nó cô chú anh chị cũng đã nhìn thấy rồi. Rất là nhiều màu sắc như thế này này cô chú anh chị này. Và cái dòng lan này thì em xin phép được bán với giá là cái dòng lan này thì em xin phép được bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Dạ, sang bên này đây sẽ là dòng lan hỏa hoàng cam. Cái dòng lan hỏa hoàng cam cô chú anh chị nhé. Cây nhỏ bé nhưng mà hoa rất là sai. Cô chú anh chị nhìn cho em một cái cây như thế này thôi mà cho có thể cho đến hai một lúc có thể sổ hai cái chùm hoa rất là đẹp luôn. Đấy thì cái dòng hỏa hoàng cam này em xin phép được bán với giá là 250.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg cô chú anh chị nhé. 0,2 là cô chú anh chị cũng đã được những giò lan rất là đẹp rồi. Và cô chú anh chị cùng em ngắm đây chính là cái giò hỏa hoàng cam. Là những cái mặt bông hỏa hoàng cam nở muộn cô chú anh chị nhìn ạ. Cái sắc hoa cam màu vàng cam rất là rực rỡ luôn cô chú anh chị này. Đấy, đây là cái hàng này là cái hoa gọi là hoa nở sót lại thôi cô chú anh chị nhé. Mà cô chú anh chị nhìn thấy cái bông hoa của nó rất là xinh đẹp như thế này. Đấy, và cái giò như thế này thì em nghĩ rằng nếu như cô chú anh chị muốn ghép những giò như thế này thì hai với 200g là cô chú anh chị có thể được hai giò ba giò, hai giò ba giò, thậm chí là bốn giò nữa cô chú anh chị ạ. Dạ, sang bên này đây là em có dòng lan hoàng thảo đơn cam nhé. Một cái loại lan mà những cái người chơi lan thì em nghĩ rằng là ai cũng yêu mến. Cái dòng hoàng thảo đơn cam cam ạ, với cái sắc hoa cam lửa, hoa cực kỳ là độc đáo và đẹp luôn. Cái dòng hoàng thảo đơn cam này thì thân nó ngắn tròn vo như thế này thôi nhưng mà khi mà sổ hoa thì bông hoa của nó to và đẹp cô chú anh chị ạ. Một đốt ngón tay thôi thì nó cũng có thể cho mình hoa rồi. Đấy, một cái lô như thế này, một cái lô như thế này thì em xin phép được bán với giá là 70.000 cho một lô cô chú anh chị nhé. 70.000 cho một cái lô hoàng thảo đơn cam như thế này cô chú anh chị này. Đấy, thì chỗ này về cô chú anh chị ghép thoải mái luôn ạ.
Và sang bên này đây là em có dòng lan hoàng thảo u lồi hay còn gọi là hoàng thảo ngũ tinh. Cái hàng này thì dài khoảng tầm 45 cm đổ lại thôi ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em hàng tươi roi rói và cái mầm gốc cũng đang chuẩn bị lên rất là xinh luôn. Có những cây đang lên và mầm gốc có những cây đang chuẩn bị lên rất là đẹp luôn. Nói chung là đây là một trong những cái mặt bông rất là đẹp và đặc biệt là lại nở hoa Tết nữa nhé. Và em bán với giá là 200.000 cho 1 kg, thân rất là nù khỏe luôn. Đó. Sang bên này đây thì em có dòng lan kiều vuông cánh trắng ạ. Cái dòng lan này thì cô chú anh chị có thể kích hoa để nó nở đúng vào thời điểm Tết nhé. Hàng rất là đẹp luôn cô chú anh chị này. Đó. Toàn là những cái hàng thân lá mập nú như thế này. Với giá em bán là 200.000 cho 1 kg cái dòng kiều vuông cánh trắng này. À 210.000 cho 1 kg ạ. Và tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan cái hoàng lạp mà cô chú anh chị nhìn thấy thân căng nú và lá xanh tươi đẹp như là sơn thủy tiên vậy đó luôn ạ. Em bán hoàng thảo hoàng lạp này này với những rễ rất là vừa tầm ghép và đẹp luôn, cắt tỉa kỹ. Em bán với giá là 130 cho 1 kg thôi ạ. Và sang bên này cũng là dòng giáng hương tam bảo sắc, bên kia cũng là tam bảo sắc cô chú anh chị nhé. Bên này cũng là tam bảo sắc. Tuy nhiên thì cái lá của cây bên này ấy, thì em thấy là nó có phần là so với cây bên kia thì nó sẽ không được đẹp bằng. Đây, không được đẹp bằng cô chú anh chị nhé. Em cảm thấy là không được đẹp bằng cô chú anh chị ạ. Dạ, cái hàng này thì lá nó sẽ dài hơn cái bên này một chút xíu này. Đấy, nên là cái hàng này em sẽ bán 140 cho 1 kg. Cái tam bảo sắc này là khi mà cô chú anh chị lấy hàng nào cứ báo em để em sẽ chọn chuẩn hàng cho cô chú anh chị nhé. Dạ, em sẽ bán chuẩn cái mặt bông, mặt hàng như thế này. Sang bên này đây sẽ là dòng lan nhất điểm hoàng. Nhất điểm hoàng với nhất điểm hồng thì khuôn bông hoa, về cái khuôn bông hoa ấy thì nó khá là giống nhau. Tuy nhiên thì cái dòng nhất điểm hoàng hoa của nó sẽ có màu hơi vàng ngà và cái họng cũng sẽ điểm cam cũng rất là đẹp. Thì cái dòng nhất điểm hoàng này em bán với giá 80.000 cho 1 kg nhé. Nhất điểm hồng thì hoa trắng tinh tươm luôn ạ. Trắng không tì vết luôn, còn này đây là hoa của nó sẽ hơi vàng. Đấy là nhất điểm hồng cô chú anh chị ạ, cái thân nó cũng sẽ hơi lông lông này. Thì cái dòng nhất điểm hoàng này em bán 80.000 cho 1 kg. Và sau bên này đây sẽ là hoàng thảo môi tua hay còn có tên là hoàng long vĩ cô chú anh chị nhé. Hoàng long vĩ, hoàng thảo môi tua ạ. Với cái hoa cánh vàng rộm và môi tua rất là độc đáo, cái sáp bóng rất là đẹp. 130.000 cho 1 kg hoàng thảo môi tua. Sau bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo ý ngọc ạ. Bên này sẽ là dòng lan hoàng thảo ý ngọc đấy cô chú anh chị này. Được mệnh danh là những nàng công chúa ngọc ngà. Hoa trắng nuột với họng điểm một xíu tím rất là đẹp. 120.000 cho 1 kg thôi. Hàng bây giờ là xuống lá hết rồi nên cô chú anh chị yên tâm là về mình sẽ được thưởng thức mùa hoa đẹp nhé. Còn bên này đây sẽ là cái dòng lan ngọc thạch ba màu. Hàng ngọc thạch ba màu Bắc thì cô chú anh chị biết rồi, hoa cực kỳ là rực rỡ và rất là sai bông luôn. Em cũng bán có 120.000 cho 1 kg thôi, nhanh tay sưu tầm cô chú anh chị nhé. Mùa ghép đẹp lắm luôn rồi ạ. Sang bên này đây sẽ là những cây sơn thủy tiên này, thân căng nù ú luôn. Cái lá nó dày so với hoàng lạp ấy thì lá của nó sẽ tròn hơn và dày hơn nhé. Và khi mà sổ hoa thì cái cần hoa của nó sẽ dày bông hơn cô chú anh chị ạ, cánh hoa cũng sẽ dày hơn. Sơn thủy tiên 170.000 cho 1 kg thôi và rất là đẹp. Sang bên này đây sẽ là dòng kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy. Cái dòng này thì hoa của nó những nơi ấm áp chắc chắn là sẽ nở Tết này cô chú anh chị này. Bây giờ là cây đã thắt hết ngọn rồi, bây giờ là vào đầu tháng 10 rồi, còn khoảng 3 tháng nữa. Đấy thì cây hiện tại là đang bắt đầu có những cái mắt nụ bên dưới rồi đây cô chú anh chị nhá. Mỗi giả hành như thế này thì nó có thể cho mình khoảng tầm 2 cái chùm hoa rất là đẹp luôn, 2 chùm hoa vàng rất là đẹp luôn ạ. Em bán 1 kg kim điệp xuân này với giá chỉ có 140 thôi. Em sẽ bán từ 0,5 kg thì cô chú anh chị sở hữu khoảng tầm 0,5 tức là 70.000 thôi ạ. Thì cô chú anh chị có cho mình cái giỏ lan rất kim điệp xuân rất là đẹp. Một mùa vàng cực kỳ là rực rỡ luôn rồi. Sang bên này đây sẽ là dòng đùi gà tròn cô chú anh chị nhá. Hàng cắt tỉa rất là kỹ luôn, căng mập nù cho chờ đợi cho một mùa hoa xuân tuyệt vời. Cái dòng hoa rực rỡ với họng nhung đen và hoa rất là bền đẹp. Em bán cái dòng kim điệp xuân này, dòng đùi gà tròn này, thân dài mập và cực đẹp như vậy với giá là 180.000 cho 1 kg thôi nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp giấy đấy ạ, kim điệp thơm đấy ạ. Cái dòng này thì hoa của nó như là cái hoa nhựa luôn, độ bền trên 2 tháng mà lại rất là thơm nhé. Cái dòng này thì em xin phép được bán với giá là 200.000 cho 1 kg. 180.000 cho 1 kg chứ. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương đuôi trồn. Đuôi trồn, cây vừa tầm ghép rất là tuyệt như vậy đấy ạ. Đuôi trồn em xin phép được bán với giá là 180.000 cho 170 cho 1 kg thôi, hàng rất là đẹp luôn.
Sang bên này đây sẽ là những cái hoàng thảo vẩy rồng. Nói chung là tầm bây giờ cô chú anh chị về ghép là sang xuân mình có những giò lan vẩy rồng rất là đẹp để mà thưởng thức rồi. Một cái dòng lan mà có sức sống rất là mãnh liệt luôn, chịu nắng cực kỳ là tốt này cô chú anh chị này. Chịu nắng, chịu 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 khô rất là tốt luôn. Với giá chỉ có 110.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Dáng hương quế tím ạ. Cái dòng lan mà có mùi hương thơm rất là quyến rũ, như mùi hương của Tam Bảo Sắc, nhưng mà nó sẽ đậm đà mùi hương hơn cô chú anh chị ạ. Để đậm mùi hương hơn. Nên là những cái mùi quế tím hay là mùi Tam Bảo Sắc là những cái mùi mà em rất là yêu thích, cái mùi hương cực kỳ là yêu thích. Em bán với giá là 140.000 cho 1 kg ạ. Sang bên này đây thì em có cái dòng hài coxy. Cái dòng hài coxy này thì rất là dễ thuần, dễ chăm nhé cô chú anh chị nhé. Với cái bông hoa rất là to và ba sắc màu trên một cái bông hoa, mang hình dáng chiếc hài cực kỳ là xinh đẹp luôn. Rất là đáng tiếc là hiện tại hoa của nó đã tàn rồi ạ. Em bán với giá chỉ có 120.000 cho 1 kg thôi. Em sẽ bán từ 0,3 kg, tức là chưa đến, chỉ dơ hơn 30.000 thôi. Cô chú anh chị mình có thể có những cái dòng lan hài rất là tuyệt để mà thưởng thức rồi ạ. Dạ, sang bên này đây thì em có những cây lan hài. Đây là hài Helen. Dòng hài Helen mệnh danh là nàng công chúa tóc vàng. Mệnh danh là những nàng công chúa tóc vàng đây ạ. Cái dòng hài này thì là nó là cái dòng lan hài đặc hữu của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Nhưng mà dễ thuần, dễ chăm với bông hoa vàng rộm cực kỳ là xinh đẹp. Rất là bền hoa, riêng dòng hài thì rất là bền hoa rồi. Một cái phần như thế này cô chú anh chị về làm được hai giò đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Đây, hai hoặc là ba giò đẹp luôn ạ. Giá em bán là 80.000 cho một phần. Cô chú anh chị có thể tham khảo giá trên thị trường. Em đảm bảo rằng cái giá của em bán ở đây có lẽ chỉ bằng một nửa giá mà người ta bán trên Facebook thôi. Những cái giò thuần người ta phải bán tầm 250 cho một cái giò cô chú anh chị ạ. Bên này sẽ là em có một cái lô này là lô... Lô đây là lô... Đây là những cây gì đây nhỉ? Hoàng thảo hương vani ạ. À, cái dòng hàng mà có hoa màu hồng và mùi hương thơm ngọt ngào quyến rũ của hương vani đây. Cả cái lô như vậy em bán là 50.000 nhá. Về cô chú anh chị làm được một giò cực kỳ là đẹp luôn. Cái hàng thuần thì em thấy người ta bán ạ, một cái giò thuần vài thân lèo thèo tèo cũng đến 250 cô chú anh chị ạ. Sang bên này sẽ là những cây hồ điệp vô cùng là xinh đẹp đấy ạ. Những cây hồ điệp đang hoa rất là rực rỡ và cực kỳ là xinh đẹp. Ở đây thì em có hai cái mặt bông cô chú anh chị nhá. Đó là mặt bông tím hồng ở đây này, tím hồng lưỡi đỏ rất là đẹp luôn ạ. Dạ, tím hồng lưỡi đỏ cực kỳ là đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Một hàng hiện tại thì nó đang nở hoa rồi, nhưng về cô chú anh chị vẫn có thể thoải mái thưởng thức được một cái thời gian rất là lâu nữa. Đấy, những cây hồ điệp như vậy cô chú anh chị về có thể thưởng thức được hoa trong thời gian rất là lâu. Bởi cô chú anh chị biết rồi ạ, những cây hồ điệp này thì khi mà cô chú anh chị trưng những trong những ngày Tết ấy, độ bền của nó phải tầm trên 2 tháng đúng không ạ? Chơi hoa chán thì thôi. Đấy, thì một cái chậu hồ điệp như vậy em xin phép bán chỉ có 60.000 cho một giò thôi. Về cô chú anh chị có thể chơi hoa xong rồi, mình được một cái cây giống rất là đẹp nhá. Thì bên này thì em cũng có những cây hồ điệp này, thậm chí vẫn còn có khá là nhiều bông ở đây ạ. Đây là cái dòng hồ điệp mà tím kẻ và lưỡi đỏ rất là đẹp đây. Và một chậu như vậy em cũng bán với giá là 60.000. Còn sang bên này đây sẽ là những cây hồ điệp lá biên hay còn gọi là hồ điệp lá phát tài. Cây nó sẽ rơi vào là hai nụ hoa và hàng này chắc là sẽ là hoa Tết cô chú anh chị ạ. Hai nụ hoa cô chú anh chị nhé. Dòng lá biên hay lá phát tài này người ta coi nó là chính là cái dòng lan tượng trưng cho cái tài lộc và may mắn đấy ạ. Và một cái giò hồ điệp lá biên như vậy em bán với giá có 55.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. Cái sắc hoa của nó là sắc hoa tím hồng rất là đẹp luôn. Bên này thì em có hai cái chậu hồ điệp lá mít tròn rất là đẹp, cũng là sắc hoa tím hồng, nhưng mà ở đây thì cái cần nụ của nó bị gãy. Cô chú anh chị về sẽ chờ đợi cái nụ khác thôi cô chú anh chị này. Cây rất là đẹp luôn ạ. Và cả cặp đôi hai cây lá mít đẹp như thế này xin phép bán có 60.000 cho cặp đôi này thôi ạ. Và bên này đây sẽ là những cái giò giả hạc châu Như cô chú anh chị nhá. Một cái giò giả hạc châu Như như vậy thì cô chú anh chị nhìn cho em là cực kỳ là nhiều thân nhá. Hàng rất là nhiều thân. Nhìn một bụi như thế này rất là nhiều thân. Và cái hàng này thì nó cái dòng này là cái hàng mà có tem và hàng chuẩn mặt bông cây giống cô chú anh chị nhé. Cái giả hạc châu Như rất là chuẩn mặt bông cây giống, một cái mặt bông phải nói là rất là đáng sưu tầm. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng giả hạc châu Như này. Và một cái giò như thế này, một cái chậu như thế này thì em chỉ bán có 140 thôi cô chú anh chị ạ. 140 cho một giò thôi. Đó. Mặt bông cực kỳ là xuất sắc như thế này với giá có 140 cô chú anh chị nhé. Dạ.
Quá là tuyệt vời đúng không ạ? 140 cô chú anh chị sở hữu ngay. Cái giò lan mà rất là nhiều thân sum xuê, cũng như mặt bông rất là đẹp như thế này đây. Đấy ạ. Chuẩn mặt bông như thế này cô chú anh chị nhá. Giả hạt châu Như ạ. Và bên này đây sẽ là những cái chậu lan cát. Cô chú anh chị cùng em ngắm cho em, cùng em ngắm. Đây là những cái mặt bông lan cát, được mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em, cái bông siêu to, khổng lồ và rất là thơm. Nói chung cái dòng lan cát này thì hoa của nó sẽ rất là nhiều. Một cái cần hoa của nó cho hai cái bông cát một lá bông đại. Nên là bông của nó phải nói siêu to, khổng lồ và thơm nức nở luôn cô chú anh chị nhé. Ở đây ấy, thì em có một cái chậu này, nó chậu này thì đang hoa rồi không nói này, hàng trồng thuần của nhà em. Còn bên này sẽ là một cái chậu đang nụ nhá, hoa của nó cũng sẽ là cái sắc hoa tím hồng như bên kia cô chú anh chị ạ. Đây ạ, thì cây này là chưa nở, về cô chú anh chị sẽ thưởng thức hoa này. Cô chú anh chị nào mà muốn sở hữu cái chậu này, em xin phép được bán với giá là 150.000. Còn bên này sẽ là những cái cây mà đang ở trong cái chậu nhựa như vậy này cô chú anh chị này. Chậu thì rất là nhiều giả hành và cực kỳ là khỏe đẹp luôn. Đấy, nếu như cô chú anh chị nào mà yêu mến cái dòng lan cát, cái dòng lan mà rất là đáng ngắm đúng không ạ, đáng thưởng thức mà nở hoa quanh năm luôn, thì một cái chậu như thế này em chỉ bán có 100.000 thôi cô chú anh chị nhé. 100.000 thôi, sở hữu một cái chậu cát rất là đẹp luôn. Nói chung là dòng cát thì mặt bông nào cô chú anh chị cũng yên tâm giúp em là nó sẽ rất là tuyệt vời ạ. Còn sang bên này đây thì em có những cái chậu trầm cổ này, hay còn gọi là trầm thanh củi nhá. Cái chậu như vậy sẽ rơi vào ít nhất là 6 thân cô chú anh chị ạ. Cái dòng trầm cổ này cô chú anh chị có thể dễ dàng phân biệt, dễ dàng phân biệt với cả những cái cây trầm khác, đó là cái thân của nó nhé. Thân của nó sẽ là xoắn đỏ. Đấy, càng già thì sẽ dần dần chuyển, cái thân của nó sẽ chuyển dần sang cái màu đỏ hơn cô chú anh chị ạ. Thân xoắn đỏ. Đây cô chú anh chị này. Cái thân sẽ xoắn đỏ rất là đẹp luôn. Và cái hoa của nó cực kỳ là tím luôn ạ. Và một cái chậu như vậy này, nó sẽ rơi vào ít nhất là 6 thân, rất là sum xuê nhá. Rơi vào ít nhất là 6 thân ạ. Chắc chắn cô chú anh chị sẽ có một tác phẩm rất là tuyệt vời. Em bán với giá 180.000 cho một cái chậu trầm cổ này. Và sang bên này đây ạ, là em có những cái chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng. Những chậu phi điệp 5 cánh trắng họng hồng phải nói là siêu đẹp luôn. Cái dòng phi điệp 5 cánh trắng họng hồng này thì cô chú anh chị nào chơi lan lâu thì em không nói rồi. Những người chơi lan lâu thì em không nói rồi. Nhưng mà cái dòng 5 cánh trắng họng hồng này thì cô chú anh chị chơi lan lâu thì cũng biết rồi là trước đây ạ. Một thân như 5 cánh trắng họng hồng như thế này nhá, là một thân của nó phải tầm trên 300.000 đúng không ạ? Và kể cả những cái người chơi lan lâu năm và khó tính nhất thì cái mặt bông 5 cánh trắng họng hồng này cũng là một cái lựa chọn, một lựa chọn để người ta mua và thưởng thức cái mặt bông của nó. Cái dòng này hoa nở Tết, hoa cực kỳ là đẹp với 5 cánh trắng, thân mập nú luôn cô chú anh chị này. Thân của nó có thể to bằng cả ngón tay cái của em luôn, rất là mập và đẹp luôn ạ. Một cái giò như thế này, một cái chậu như thế này ạ, em bán có 180.000 thôi, nó có thể rơi vào khoảng tầm 5 thân cho đến 8 thân. Đấy, 5 thân đến 8 thân nếu như là những cái giò mà thân nó ngắn hơn như chậu bên kia, có thể là 7-8 thân cô chú anh chị nhé. Còn những cái thân mà to mập và đẹp, những cái chậu thân to mập đẹp thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5 thân hoặc là 6 thân. Đó, thì với giá là 180.000 cô chú anh chị có thể có một tác phẩm tuyệt vời. Còn sang bên này đây sẽ là những cái chậu đen đô xuân. Cái dòng đen đô xuân thì phải nói là cái dòng siêu hoa cô chú anh chị ạ. Và đây là một cái bông hoa bói thôi, nhưng cô chú anh chị cũng có thể thấy cái sắc tím rất là quyến rũ của nó đúng không ạ? Nói chung cái dòng đen đô xuân này thì nó sẽ có rất là nhiều những cái mặt bông. Hàng bình thường bên Trung Quốc mà tuồn sang Việt Nam mình một chậu hai thân thôi cũng trên 200.000. Còn những cái chậu của em ở đây ạ, nó quá là đẹp như thế này. Thân to mập khỏe và nó là hàng của Việt Nam mình nhá. Cây hiện tại đã xuống lá và chuẩn bị làm nụ rồi cô chú anh chị ạ. Hàng hoa Tết với giá em bán là 180.000 cho một giò nhá. 180.000 cho một cái chậu đen đô xuân như vậy ạ. Mặt bông của đen đô xuân thì phải nói là mặt bông nào cũng đều rất là xuất sắc. Hoa thì rất là bền. Và bên này thì em có một cái giò lan duy nhất. Đó là cái chậu, đây là cái chậu lan quân tử. Cái lan mang ý nghĩa phong thủy cũng như mang tác dụng rất là tuyệt vời. Đó là có thể loại bỏ những chất khí độc hại, những tia sóng từ điện từ, tạo ra một cái không gian rất là sạch. Em bán cái chậu quân tử này này, cây to và rất là đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Có 50.000 cho chậu quân tử này thôi. Đó, 50.000 thôi ạ. Bình thường là
Ở đây là bình thường là em có bán là 70.000 trở lên. Hôm nay thì em còn có một chậu duy nhất này thôi, em bán 50.000 nhé. Và tiếp sang bên này sẽ là những cái rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Những cái tác phẩm rất là tuyệt vời, những cái giò lan để cô chú anh chị thưởng thức hoa Tết ạ. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị nhé. Trước tiên sẽ là dòng giả hạc Pháp. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng giả hạc Pháp đây ạ. Cái sắc hoa đỏ thắm nhé, hàng này thì rất là chuẩn Tết cô chú anh chị ạ. Hàng hiện tại đã bắt đầu là thắt ngọn và xuống lá rồi. Và chắc chắn là cây cũng sẽ chuẩn bị làm nụ luôn. Cái dòng này thì hoa sai một cách rất là tự nhiên nhé cô chú anh chị nhé. Sai cực kỳ tự nhiên rồi, sắc hoa đỏ cực kỳ là đẹp như thế này. Đấy. À, cái dòng giả hạc Pháp này thì rất là dễ thuần, dễ chăm. Nên là kể cả cô chú anh chị nào mới chơi lan cũng yên tâm luôn nhé. Mầm khỏe, cây giống cực kỳ là khỏe luôn. Một cái giò như vậy cô chú anh chị có thể có một cái suối hoa rất là đẹp để thưởng thức. Thân nụ ụ luôn. Cái giò này của em gọi là hình số 1 ạ. Hình số 1 này với giá em bán là 190.000 nhé. Và hình số 2 đấy, trước đây là một thân nó trên 100.000 cô chú anh chị ạ. Bây giờ là một tác phẩm như vậy có 190. Hình tiếp theo là hình số 2 ạ. Cái giò hình số 2 này 180.000 cô chú anh chị này. Và hình số 3 thân mập nù rất là đẹp luôn đúng không ạ. Hình số 3 này cực kỳ là đẹp luôn. Hình số 3 này em xin phép được bán với giá là 200.000. Và cái hình số 4 đây 190.000 ạ. Và hình số 5 rất là đẹp đây cô chú anh chị này, giả hạc Pháp cực kỳ là đẹp, 200.000 ạ. Xum xuê thân mập nù luôn. Và hình số 6, cái giò giả hạc Pháp số 6 này em xin phép được bán là 180.000 nhá. Và hình số 7 ạ, cũng thân mập nù luôn. Cái giò này em bán với giá cũng 180.000. Và hình tiếp theo là hình số 8. Cái giò số 8 này thì rất là nhiều thân này. Em bán với giá là 180.000. Và hình số 9, số 9 này em bán là 190.000 nhá. Đó, có hơn 100.000 cô chú anh chị được những tác phẩm giả hạc Pháp tuyệt vời. Hoa sẽ rất là sai và bên này đây sẽ là những cái giò trúc Phật Bà. Cái dòng trúc Phật Bà này là một cái loại lan mà mang ý nghĩa tâm linh rất là tuyệt vời. Cái dòng lan mà hoa rất là sắc nét, ngay từ cái thân của nó đã tỏa cái mùi hương thơm rất là dễ chịu luôn từ cái thân của nó cô chú anh chị ạ. Mà cái dòng lan mà bất cứ một người chơi lan nào cũng đều muốn chinh phục cũng như là muốn thuần được nó nhé. Một cái giò trúc Phật Bà này này, em bán cái giò trúc Phật Bà này với giá chỉ có 230 thôi ạ. Thân căng mập và hiện tại đã xuống lá rồi. Đó. Hình tiếp theo sẽ là hình số 11. Cái giò này trúc Phật Bà này em bán 230 nhé cô chú anh chị nhé. Một vài bông hoa nở thôi cô chú anh chị cũng sẽ cảm nhận được cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời của nó. Tiếp theo sẽ là hình số 12 ạ. Hình số 13, hình số 12 em bán cái giò này với giá 230. Hình số 13, hình số 13 em bán với giá cũng là 230 nhé. Hình số 14 ạ. Số 14 đây em bán với giá 230.000. Số 15 240.000. Và hình số 16 ạ, cũng là 240 đây ạ, rất là tuyệt vời luôn. Hình số 7, hình số 17 240 nhá, rất là nhiều thân. Hình 18, cái giò trúc Phật Bà 18 này cô chú anh chị này, em bán với giá cũng 230.000. Và hình số 19 cũng là 230. Sang bên này đây sẽ là những cái giò trầm rồng đỏ. Cái dòng trầm rồng đỏ cũng là dòng hoa Tết nhá cô chú anh chị nhá. Bình thường trước đây ạ, một thân của nó cũng trên 300.000 đúng không ạ? Thì hiện tại một cái chậu như thế này, trầm rồng đỏ 20. Cái giò này có 5 thân luôn, thân mập nú và cây cũng đã đang xuống lá hết rồi đây cô chú anh chị này. Em bán cái giò này với giá chỉ có bao nhiêu ạ? Có 160.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Sở hữu ngay một cái giò lan trầm rồng đỏ. Cái cây hoa thơm, cái sắc đỏ tuyệt vời của nó luôn. Và hình tiếp theo này, tiếp theo cũng là một chậu trầm rồng đỏ hình 21 ạ. Chậu này 3 thân nú luôn, em bán cũng với giá là 160.000 ạ. 160.000 sở hữu ngay một giò trầm rồng đỏ như vậy này. Tiếp theo là cái hình số, hình bên này sẽ là hình số 22. Chậu 22 là một cái chậu trầm rồng đỏ này, 24 thân cô chú anh chị nhá. Bây giờ cây đã bắt đầu xuống hết lá rồi đây cô chú anh chị, nhìn cái thân của nó rất là đẹp luôn. Đó, dần dần rồi là sẽ bắt đầu là nứt những cái mắt nụ luôn nhé cô chú anh chị nhá. Thân rất là đẹp. Đấy, hàng tầm như thế này đã đang xuống lá như thế này là sẽ rất là đảm bảo hoa Tết luôn. Cái giò 22 này em bán với giá là 160.000, 4 thân. Hình tiếp theo sẽ là hình số 23. Giò 23 này thì rất là nhiều thân luôn, 2, 4, 5 thân mà thân mập cực kỳ là đẹp luôn nhé. Đây ạ, thân to đùng và rất là mập đẹp luôn. Cái giò này em xin phép được bán 170.000. Tiếp theo sẽ là hình số 24. Cái giò 24 này là 3 thân nú luôn đây ạ. Cái giò này em xin phép được bán 170.000 cho giò này. Và hình số 25 ạ. Cái giò này là có 2 này, 2, 4, 5 thân. Cái giò này em bán là 170.000.
Và hình tiếp theo là hình 26, cái giò này có 3 thân. Thân cao nhất cũng phải tầm 60 cm cô chú anh chị ạ. Đấy, bây giờ thì đã xuống hết lá rồi này cô chú anh chị này. Thân xuống hết lá luôn, căng mập rất là đẹp luôn. Cái giò này em bán là 150.000. Và hình tiếp theo là hình 27 này. Hình 27 cô chú anh chị nhá. Hai thân siêu vip luôn, cái lá xếp đẹp tăm tắp như thế này ạ. Cái giò này em xin phép bán với giá là 170.000 cho giò hai thân cực kỳ là đẹp này nhá. Và sang hình tiếp theo là hình 28, một cái chậu 28 này. Thân rất là đều, có 5 thân cô chú anh chị này. Em bán cũng với giá là 180.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 29. Đây, cái chậu 29 này ạ. Hai thân rất là mập và thêm hai cái mầm nhỏ hơn ở kia nữa. Em bán cái giò này với giá là 170.000 nhá cô chú anh chị nhá. Hai thân mập rất là đẹp luôn. Và sang hình tiếp theo ạ. Tiếp theo bên này sẽ là một cái chậu đến 6 thân mà có hai thân bị gãy ngọn. Đấy, nên là còn có 4 thân, cái chậu rất là xung xuê như thế này, 150. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 31 nhé. Chậu 31 này có 4 thân. Đấy, chậu này có 4 thân như vậy và em xin phép được bán với giá 160.000. Sang bên này thì em có cái giò này là cái giò lan. Giò này là giò hoàng phi hạt đấy ạ. Một cái loại lan mà hoa rất là sắc nét, khuôn bông gọn, sắc nét và rất là đẹp, có thể sổ khá là nhiều những cái sắc màu trên, có thể họng đen, có thể họng vàng, hoa rất là sắc nét và đẹp luôn. Cái giò này em bán 170.000 nhá. Hình số 32. Hình số 33 này cô chú anh chị này cũng là hoàng phi hạt đấy ạ. Hoàng phi hạt đấy ạ, một cái giò rất là sum suê luôn đây. Cái giò này em bán là 170.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 34 ạ. Cái giò 34 này em xin phép được bán với giá 34. Em xin phép bán giò này với giá là 180.000. Và tiếp sang bên này đây ạ. Thì em có cái hình này gọi là hình 35 này cô chú anh chị này. Là một cái bảng long tu sân rất là long tu đá hoa tím chứ. Rất là nhiều mầm như vậy em bán 120. Cái bảng trầm rừng hình 36 em cũng bán 120 nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu lan kiếm rất là đẹp đấy ạ. Những chậu kiếm cực, những cái mặt bông hàng kiếm va cô chú anh chị nhé. Những cái chậu kiếm va rất là đẹp ở đây ạ. Cái giò này là em gọi là cái hình số 37 đây. Đây là một cái chậu kiếm trắng hòa bình có 4 thân nhé cô chú anh chị nhé. Cái giò này em xin phép được bán với giá là 200.000. Hàng này em bao chuẩn mặt bông đó. Bao chuẩn mặt bông mà hàng đẹp như vậy mà bằng hàng cái hàng rừng luôn này. Tiếp theo này sẽ là hình 38. Hình 38 cái giò này là cái giò lan gì đây? Hồng kiếm. Cái chậu kiếm hồng, hồng kiếm cô chú anh chị nhé. Ba thân mập, cái thân thủ cực kỳ là tuyệt vời luôn. Cái dòng này bán cả chậu này với giá là 220.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 39 này. Chậu 39 này là cái chậu Bana cánh bầu. Mặt bông rất là đẹp luôn. Một mặt bông cực kỳ là nổi tiếng. Cái giò này em bán với giá là 180. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 40. Cái giò này em bán 200.000. Đó là vàng cánh bầu Hải Phòng ạ. Hình 41 này cô chú anh chị này. 41 với giá em bán là 180.000. 180.000 đó là vàng cánh chim. Và 42 ạ. Cái chậu 42 này, em bán cái chậu 42 này rất là xôm xuê luôn. Đó là vàng, cũng là vàng cánh chim 7 thân ạ. Với giá em cũng bán là 380 nhé. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan kiếm. Đây là kiếm vàng Tây Ninh, một cái mặt bông mà trước đây một thân như vậy là vài triệu nhá cô chú anh chị nhá. Nó chỉ đứng sau Xanh Huế và Phan Trí thôi ạ. Và cái giò lan này hiện tại em bán có 800.000 thôi. 800.000 thôi, 4 thân láng tít luôn. Sau bên này đây sẽ là cái giò cũng là vàng Tây Ninh nhá. Cũng là một cái chậu vàng Tây Ninh, với chậu này có 2 thân. 3 thân, 1 thân già, 2 thân tơ, em bán cái chậu này với giá là 550. Và hình tiếp theo sẽ là cái chậu này. Là cái chậu trắng Thái Nguyên ạ. Ám trắng Thủy Nguyên. Ám trắng Thủy Nguyên nhé cô chú anh chị nhé. Mặt bông rất là đẹp. Ám tím Thủy Nguyên ạ. Một mặt bông cực kỳ là đẹp luôn. Cái chậu này là chậu 45. Một cái chậu ám tím Thủy Nguyên, mặt bông vô cùng xuất sắc ở đây ạ. Em xin phép được bán nó với giá là 350.000. Và sang bên này đây sẽ là một chậu Vị Hoàng. Cái chậu Vị Hoàng này thì cũng đứng hàng ngang hàng với cả vàng Tây Ninh sau Xanh Huế và Phan Trí của chú anh chị ạ. Cái chậu Vị Hoàng này em xin phép được bán với giá là chậu này em xin phép được bán với giá là 600.000 nhá. Ba thân ạ. Và sang bên này sẽ là một cái chậu cánh bầu này. Một cái chậu kiếm cánh bầu cực kỳ là đẹp nhá. Cánh bầu mai rất là đẹp. Chậu kiếm cánh bầu mai cực kỳ là xum xuê ở đây em bán 700.000.
Sang hình bên này sẽ là chậu 48. Cái giò lan 48 này là một cái chậu lan kiếm kiếm Taiwan 4, một trong những mặt bông kiếm gọi là đẹp nhất trong tất cả mặt bông kiếm đấy ạ, Taiwan 4. Cái chậu đấy em bán 400 và bên này cũng là một cái chậu Taiwan 4 này. Cái giò này bán 450 và bên này sẽ là Bình An kiếm. Cái chậu Bình An kiếm cũng là một cái mặt bông quá là tuyệt vời. Và cả chậu Bình An kiếm này em xin phép được bán với giá là 300.000 ạ, thân rất là to. Bên này thì em có những cái chậu kiếm rừng rất là đẹp này cô chú anh chị này, lá láng tít luôn, rất là nhiều thân, trưởng thành đẹp, bán 110 cho một chậu. Và sang bên này đây thì em có những cái cây trâu nhá, đây là cái đai trâu hồng gấm cô chú anh chị này. Những cái cây đai trâu hồng gấm rơi vào khoảng tầm 3 cặp lá trở lên ạ. À, rơi vào 5 cặp lá trở lên chứ. Một cái mặt bông mà hoa nó nở quanh năm nhá, thơm rất là thơm. Đấy, đây là cái sắc hoa của nó, còn một vài bông sót lại cô chú anh chị có thể cùng em ngắm. Thơm nức nở luôn, cực kỳ là thơm, có 130 cho một chậu thôi cô chú anh chị ạ. Sang bên này sẽ là những cái đặc sản vùng miền Cao Bằng để em giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn này. À, bên này sẽ là cái nấm hương rừng cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Cái cây nấm này cô chú anh chị thấy là có thể cảm nhận được là sẽ là những cái nó sẽ cực kỳ là ngon luôn cô chú anh chị nhá. Một túi nấm như vậy là một nửa kg em bán là 140. Một cả, nếu như cô chú anh chị lấy cả kg em sẽ bán là 270. Bên này sẽ là đặc sản miến rong phe đén của vùng Nguyên Bình Cao Bằng ạ. Hàng không chất bảo quản nhá. Cái miến rong này em bán một túi như vậy là 100.000. Và bên này sẽ là măng mầm nhá. Măng mầm ạ. Cô chú anh chị được thưởng thức một lần chắc chắn không bao giờ quên luôn với giá em bán 200.000 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là cái chè ô long của vùng Yên Bình Cao Bằng nhé, trồng vùng núi Phe Đén ạ. Giá em bán là 170 cho một túi 1 kg. Chuối hột khô em bán là 100.000 cho một túi 1 kg. Nấm ngọc cẩu. Nấm ngọc cẩu ở đây với giá em bán cũng là 150.000 cho 1 kg nhé. Sang bên này sẽ là tầm ủ cây chanh với giá 220 và hoàng tinh thì các bạn 200.000 cho một túi 1 kg ạ. À, sang bên này đây thì em có vỏ thông nhé, em có size 1-2 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho 1 kg. Dớn vụn một cái giá thể trồng lan tuyệt vời 4.000 cho 1 kg, rêu rừng 50.000 cho 1 kg. Atonic 10.000 cho một gói, duy xanh 50.000, duy đỏ 60.000, hùng nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp, dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. B1 thái 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ. Siêu da rễ N3M 30.000 cho một lọ, ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 cho một lọ. Ba loại phân bón lá đồng giá là 35.000 cho một lọ nhé. Bên này thì em có kim kim bun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói. Chicho đề ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một gói. Một túi chicho đề ma là 1 kg về giá em bán là 50.000 cô chú chị này. Một hộp như vậy là 1 kg về giá 130. Và kim kim bun đặc trị thối nhũn 25.000 cho một gói, dây buộc lan chiều dài 100m có giao cắt kèm theo tiện dụng luôn, 35.000 cho một cuộn nhé. Phân bón dạng túi lọc ạ, với giá 35.000 cho một cái hộp như thế này ạ, với 20 túi lọc bên trong. Đặc biệt cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này được làm từ vịt chuối, phân trâu và đỗ tương, đã ủ men vi sinh và ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng nhé. Cái sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này em xin phép được bán với giá chỉ có 35.000 thôi. Cái điều rất là đặc biệt với sản phẩm này đó là cô chú anh chị có thể bón một cách thoải mái mà không sợ bị đen đầu rễ như là những dòng phân khác cô chú anh chị nhé, mà lại cung cấp cái giá trị dinh dưỡng vô cùng là tối ưu, bởi vì ở đây trong này không chỉ có phân trâu mà còn có cả dịch chuối và đỗ tương nữa cô chú anh chị ạ. Bên này em vẫn có sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% được chiết xuất từ cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng ạ. Em bán với giá là 40.000 cho một cái lọ tinh dầu hồi như vậy nhé quý anh chị nhé. Có rất là nhiều những cái tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí, và cái mùi hương của nó có thể tạo cô chú anh chị có cảm giác thư giãn tuyệt vời ạ. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hôm nay bên em đang có.